phải nói rằng là lần đầu tiên khi đọc truyện phiên bản của nhà văn Nguyễn Đình Tú thì Ngọc Ánh đã yêu ngay, đã bị cái nhân vật Hương Ga mê hoặc. Tuy nhiên khi dựng thành cái cốt truyện phim thì nó có modify đi cũng khá là nhiều để cho cái nhân vật nó phong phú hơn và để mình làm phim một cái gì đó để cho nó điện ảnh hơn. Nhưng mà cái cốt truyện cũng như cái nhân vật từ lần đầu tiên thì đã dựa trên cái cuốn truyện phiên bản của nhà văn Nguyễn Tú. Và đối với Ngọc Ánh thì tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này, khi chúng ta đến được với nhau, chúng ta có cơ duyên làm việc với nhau, thì đều đó là một cái chữ duyên. Nói đến nhân vật Hương Ga thì Ngọc Ánh không biết tả cái nhân vật của mình như thế nào, nhưng anh thấy là trong cái nhân vật Hương Ga thì không có tội, không làm gì cả. Là một con người, cũng không hẳn một con người, nhưng hai con người có những cái rằng xé rất là nhiều. Và cả chặng đường của cô ấy đi có những cái hỉ nộ ai đó, tức là cái cuộc đời của cô Hương Ga này từ lúc nhỏ cho trở về sau đi qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống, những thứ tưởng chừng như, những cái lúc tưởng chừng như cô có thể chết đi được, nhưng những lúc tưởng chừng cô có thể giao cho em nữ đàn em để em quản lý và sướng quá mà em để cho tụi nó ra ngoài đánh lộn như vậy hả, trở thành điên được, có những lúc đau khổ tột cùng. Nói chung là nó thăng trầm rất là nhiều và phải nói là anh rất là thương cái nhân vật Hương Ga này, và cũng tìm cách cùng bà với đạo diễn tìm cách làm sao để thể hiện cái nhân vật này khi là một chùm giang hồ thật, nhưng mà thể hiện làm sao để cho người khán giả coi họ ghét nhưng mà họ lại thương và thông cảm cho cô ấy. Vì Ngọc Ánh nghĩ là khi sinh ra và khi thác đi, khi mất đi, người ta đều trở về với những con người lương thiện, những cái bản tính lương thiện. Thì cái bộ phim này phải nói là nhân vật Hương Ga rất là khó diễn. Alo, cái lúc Harry nhận vai cháu, Harry rất là háo hứng, tại vì dù là một diễn viên, Harry muốn thử cái vai khác và cá tính nó khác nhau hơn mỗi cái phim của mình. Harry bảo với anh Cường Ngô là Harry rất là muốn nhận vai Châu Điên, tại vì một là nó điên lắm, hai là nó là một vai giang hồ tỳ tử của chị Hương Ga. Nên Harry rất là vui khi được chọn vô cái vai này. Thật ra trong phim này quay á, lúc quay cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Harry nói trước cái thời tiết đi, giống như có mấy cảnh mình quay ở Nam Định, quay ở Hạ Long thì có một cảnh rất là nhỏ nhưng mà cảnh đó khó khăn lắm, tại vì mình quay á, cái cảnh quay là mùa hè nhưng mà thật ra lúc đó là mùa đông bên Hạ Long, mà mình quay trên tàu nữa, nó rất là lạnh. Nhưng mà 1, 2, 3 action thì phải gửi áo ra hết, nên mình còn áo ba lộ tại vì quay đêm. Không, kiểu như là nếu cận vô cái da của mình sẽ thấy da gà hết. Nên Harry đúng là chịu không nổi. Có một cảnh Harry bảo là tự nhiên đang quay bình thường thôi mà Harry xém xỉu luôn, bảo là anh Cường ơi một lần nữa đi, lạnh quá chịu không nổi. Trong phim Hương Ga mình là nhân vật Hương Mã, vai này mình đã casting cho nó là tất cả là 7 lần, và lần thứ 7 khi cắt tóc mình bắt đầu với chính thức ký hợp đồng. Cái vai Hương Mã nó một cái vai rất là hay và nhiều màu, nhất là nó là một cái nhân vật lúc nào cũng trước mặt mọi người nó rất là anh hùng, nhưng mà bên trong nó là một người rất là đằng sau mọi người, nó là một nhân vật rất là nhát và nó là một người rất là dâm dê. Thôi đi, anh nghĩ gì về tôi, anh có nghĩ về mấy con ngoài ra, từng mấy ngày đồ trong trại anh cũng không một lần đến thăm, cũng không thèm gửi một xu, bác mặt đến đây làm gì? Và nó là cái mà bất cứ một người con gái nào, kể cả trong phim hay ngoài đời, nhìn nó đều bị thích. Bởi vì nó có một cái lưỡi rất là khéo. Mình mong là mình sẽ làm tốt cái vai diễn này để mọi người có một cái cảm nhận mới về Hiếu. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong suốt quá trình mà quay cái bộ phim Hương Ga này thì phải nói là cái thử thách đối với Ngọc Ánh thì anh nghĩ đây là bộ phim vừa hành động mà vừa là tâm lý, chứ không chỉ riêng hành động
Vì nếu mà hành động chỉ đấm đá không thì tập trung vào cái chuyện đó thôi. Nhưng mà đây lại vừa là hành động mà lại vừa là cái bộ phim tâm lý xã hội nữa. Nên thành ra là những cái rằng xé, những cái mà phải diễn nội tâm trong cái bộ phim này cũng rất là nhiều. Và cái bộ phim này nói về cuộc đời của cô Hương Ga mà. Chúng ta không được là hầu như phần lớn là các cảnh đều có mặt thôi nha. Nên thời gian nghỉ ngơi là hầu như là không có. Làm việc liên tục ngày đêm sớm tối như vậy. Trong cái bộ phim Hương Ga này thì còn có những cái khắc nghiệt khác là về cái thời tiết. Ví dụ như là đoàn phim thì quay từ Bắc và Nam. Và quay khi mà quay ở ngoài Bắc thì ở cái thời tiết là lạnh nhất. Mà tất cả diễn viên thì đều phải mặc đồ mùa hè. Cái bộ phim mà nó xảy ra trong cái thời gian là mùa hè. Nên là tất cả ăn mặc rất là phong phanh. Đôi khi quay ở Hạ Long cũng vậy. Cái gió lạnh rét như vậy mà mặc cái đầm, cái áo mỏng phong phanh như vậy. Rồi đến với cảnh quay ở Nam Định thì Ngọc Ánh đã chịu không nổi nữa. Ngọc Ánh đã xỉu. Bởi vì Ngọc trong cái cảnh đó là cảnh mà đốt chợ rồi, lửa, khói rồi la hết. Trước đó thì đã quay đêm rất là nhiều thì Ngọc Ánh đã xỉu và làm cho mọi người rất là lo lắng. Ngọc Ánh cũng hơi ỉ y là không ngờ là sức khỏe của mình lại xuống nhanh như vậy. Rồi đấy là cái thời tiết ở ngoài Bắc. Còn quay trở lại đây thì có những cái lúc quay mà thời tiết thì nóng không thể chịu nổi, tức là đổ mồ hôi rất là nhiều và nóng nực. Đến khi phải diễn những cái cảnh nó nội tâm hay là những cảnh võ thuật mà đông diễn viên thì cũng rất là mệt mỏi và stress. Và trong bộ phim này thì nói về cái cuộc đời của Hương Ga thì hầu như đa số phần lớn là các cái cảnh thì đều có Ngọc Ánh trong đó, nên cái thời gian nghỉ ngơi cũng không phải là nhiều và rất là nhiều những cảnh khó và đòi hỏi mình phải tập trung rất là cao độ. Nhưng mà thì 60 mấy ngày làm việc, 60 mấy ngày quay phim cũng đã qua. Cũng nếu mà hỏi Ngọc Ánh rằng là Ngọc Ánh cảm thấy 30% hài lòng từ cái quay phim này thì tất cả mọi thứ thì không bao giờ gọi là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng mà do lý do này lý do kia, nhưng mà đối với Ngọc Ánh thì phim này Ngọc Ánh khá là hài lòng về cái diễn xuất của mình cũng như là cái sự cố gắng, những cái tâm huyết của mình dùng cho cái nhân vật này. Và Ngọc Ánh hy vọng rằng là và Ngọc Ánh cũng chứng kiến được là tất cả các cái diễn viên khác ở những vai khác họ đều rất là yêu mến cái bộ phim này và họ cũng đều rất là nhiệt huyết, họ cũng đều cố gắng cống hiến rất là nhiều cho cái bộ phim này. Thì Ngọc Ánh nghĩ rằng là một cái tập thể như vậy thì hy vọng rằng bộ phim này sẽ là một cái bộ phim tử tế để mà trình làng cho khán giả yêu mến điện ảnh trong thời gian gần nhất.